Rồi giao lưu anh em, cụ mai dừng chân dài, hàng khủng nha anh em mới về nha. Đó cái này bộ đế anh em coi nè, gom xuống chậu hết em về anh em thả chậu ngang qua dễ nhiều nha anh em, dễ nè, có tấm lưng gù lên đẹp lắm. Cây bự anh em coi bằng tay vô nè, lường lên ôm cái lưng cái đầu cong vô vàng đây, dễ nè, dễ dày dễ luôn nha anh em nha, dễ nè, dễ xuống nè, dễ, dễ chín nè, xuống nè. Cái này nè, nó đều dễ luôn nha anh em, chân này nè, qua đây vịt xuống luôn. Đó, em coi nè, vậy em, vậy vậy. Hàng khủng nha anh em nè, ở phần đầu là đặt nha anh em. À, phần đầu đặt có cái lỗ nhỏ, cái kẹp nhỏ xíu à, đặt hết. Còn chỗ đây nó có tấm lũ nè, tấm lũ từ trên đây, từ này xuống đây. Đó, xuống tới đây, qua tới đây là hết nha. Tới đây bắt đầu nó quấn cho một cục ở đây, tỉ ra một đống nành nè. Cây này cũng anh em cha bóng rộng bự rồi vô thức mình đi thôi, mình đi trăm lấy năm trên chỗ cái lưng bự, trên đây là 85 ngọn lúc ngọn 50 cao lên. Cao là 1m60. Đứng ngang là 1m30. Bay á, bay gì á? Bay tới là... tới cái lưng kia thôi chứ. Bay đây là 90. Rồi, từ chỗ đầu bay ra 90 nha anh em. Cái này đẹp ở bài bị khủng nha anh em nha. Mai rừng bữa nay kiếm chân dài gì nè. Nhưng coi nè. Lên cái đầu nó cong qua nó ôm cái đầu qua đẹp lắm. Rồi, ok.